Xin chào mọi người, mình là Bình, mình là editor của EQ Group. Mình làm việc tại đây từ đầu năm 2023 cho đến thời điểm hiện tại thì cũng được khoảng 8 tháng rồi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ly, hiện tại mình đang là trưởng nhóm marketing của dự án Digitech tại EQ Group. 2 năm qua là một hành trình rất là ý nghĩa đối với bản thân mình đã cùng đồng hành và xây dựng một văn hóa doanh nghiệp đặc sắc tại EQ Group. EQ Group thì không đơn thuần chỉ là một công ty mà còn là một hệ sinh thái đa dạng bao gồm công nghệ, giáo dục và truyền thông. Ở đây thì chúng ta không chỉ tạo ra những công việc đơn giản mà còn mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho giới trẻ. Tại đây thì mình được tiếp xúc với rất nhiều các bạn trẻ. Sự tươi trẻ và đam mê của họ luôn là nguồn cảm hứng không ngừng cho môi trường làm việc. Các bạn thì thường xuyên chia sẻ với mình những ý tưởng mới và hòa mình trong không gian đầy năng động và sáng tạo. Mình thường gặp các bạn ứng viên muốn gia nhập vào đội marketing của EQ Group. Họ đều sở hữu những kiến thức vững chắc nhưng muốn trở thành một nhà nội dung sáng tạo chuyên nghiệp thì không chỉ cần có năng lực về chuyên môn. Những yếu tố quan trọng mà chúng ta cần có là nhấn mạnh về kỹ năng lập kế hoạch và tạo ra những nội dung chất lượng giá trị. Chính vì vậy thì mình muốn nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của content, đó chính là trái tim của mỗi chiến dịch, kết nối giữa thông điệp và trái tim của khách hàng. Và với sự hỗ trợ của công nghệ AI thì bây giờ content hoàn toàn có thể làm được năng suất hơn và cũng như là nắm bắt được chính xác những điểm mà chúng ta cần cải thiện. Công việc của mình là tạo ra những sản phẩm media hoàn chỉnh để truyền tải thông điệp tới khách hàng. Tưởng chừng chỉ là biên tập hình ảnh và âm thanh, nhưng thực chất lại là việc xây dựng câu chuyện, tạo cảm xúc và tạo nên những trải nghiệm độc đáo. Nghề editor không chỉ là việc cắt ghép và sáng tạo mà còn là khả năng biến những khung bình tĩnh thành cuộc hành trình sống động. Dự án Ikitech là một dự án giải pháp chuyển đổi số trong ngành bán lẻ. Đối với mình thì dự án này không chỉ đơn thuần là một thử thách mà còn là cái cơ hội mà để mình thể hiện những cái giá trị mà EQ Group đề cao. Và như mình vẫn nghĩ thì khó khăn là điều tất yếu trên hành trình phát triển. Nhưng thay vì chúng ta né tránh thì hãy biến nó thành động lực và phát triển mỗi ngày. Từ khi bắt đầu làm việc tại EQ Group thì mình đi quay phim này, đi chụp ảnh này, đi tiếp xúc với các bạn để mình hiểu các bạn đang nghĩ gì, mình nên giao tiếp với các bạn như thế nào. Editor không chỉ là một công việc mà nó còn là một nghệ thuật. Mình luôn tin tưởng vào khả năng của mình và luôn luôn học hỏi để mình có thể đi thực tha trong công việc của mình.